từ một công ty cấp huyện công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn đã khiến các quan chức vào lò như thế nào? Thời gian qua, việc chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm trong vụ án này thể hiện rõ thêm quyết tâm không nghỉ, không ngừng trong chống giặc nội xâm của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời là tiếng chuông, sự răn đe nghiêm khắc đối với những kẻ đã, đang và chuẩn bị nhúng chàm. Mới đây, chỉ trong thời gian ngắn, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn từ một đơn vị có năng lực, mức độ rất vừa phải, cấp huyện nhưng đã nhận được nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Đến nay có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Hậu, còn gọi Hậu Pháo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt 9 bị can, trong đó có bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa. Các bị can này bị bắt tạm giam cùng về tội nhận hối lộ. Được thành lập từ năm 2004 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch. Công ty có quy mô vừa phải, hoạt động ở lĩnh vực xây lắp tại huyện. Đến năm 2014, lợi nhuận của công ty này chỉ đạt khoảng 100 triệu đồng. Năm 2015, công ty Phúc Sơn vươn mình mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Thời điểm này, công ty Phúc Sơn tăng vốn điều lệ lên cao gấp hơn 12 lần, từ 129,7 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn sau, có thời điểm công ty này có vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Quá trình vươn mình mạnh mẽ, công ty Phúc Sơn thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, quỹ đất của công ty này lên đến hàng trăm hecta, chủ yếu ở Vĩnh Phúc và Nha Trang. Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, công ty Phúc Sơn xây dựng các dự án như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường, với quy mô 130 hecta, khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên. Tại Khánh Hòa, công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang được xây dựng trên khu đất sân bay Nha Trang cũ. Trong quá trình hoạt động, công ty Phúc Sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật. Xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra xác định công ty Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường, công ty Phúc Sơn đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Do đó, ngày 26 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu. Chiều ngày 2 tháng 3, tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời về kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, qua vụ việc trên còn cho thấy trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của công ty Phúc Sơn. Công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn được hoạt động. Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hậu Pháo, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bí thư và chủ tịch Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Người phát ngôn Bộ Công an còn cho rằng, cơ quan quản lý không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp. Ví dụ, năng lực, mức độ của công ty rất vừa phải nhưng trúng thầu dự án hàng nghìn tỷ đồng, trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như thế. Nếu thực tế phó tổng giám đốc của công ty Phúc Sơn mới học xong lớp 4, Trung tướng Tô Ân Sô lưu ý, nghèo vực khó làm giàu thì hoan nghênh nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhà nước. Sau khi bị can Nguyễn Văn Hậu bị bắt vào cuối tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 trường hợp, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Các bị can Cao Khoa, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Đặng Văn Minh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Trong số 9 bị can, các ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc sở giao thông vận tải Quảng Ngãi, Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi và Phạm Ngọc Cương, phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn, cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi,